Alo, alo anh em ơi, nhân dịp khai trương shopgvtv.com thì mình sẽ giảm giá cho anh em 70% vòng quay, nụ hữu kim cương lên tới 80%, giá siêu rẻ siêu khủng, mọi người hãy đến ngay với shopgvtv.com nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Các Bạn TV trong ngày hôm nay. Và chào anh em, thì chắc là lúc mà mình đăng clip này là mùng 1 Tết rồi. Thế cho nên là mình và cô Ngân xin chúc cho mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, phát lộc, phát tài, gặp nhiều may mắn, sớm có người yêu. Và sớm lên điện thoại. Ok mọi người, thì bây giờ chỉ còn 2 tiếng nữa là đón giao thừa thôi. Và đây là cái Tết đầu tiên của cô Ngân tại nhà của GBTV. Và đây sẽ là một cái Tết rất là... Sao nhà không có bắn pháo hoa? Thì bắn pháo hoa tí nữa, cứ 2 tiếng nữa tới giao thừa là chúng ta qua bắn pháo hoa, ok chưa? Còn bây giờ chúng ta vợ lấy tiền ra mình bỏ lì xì đi. Ok. Lấy tiền ra bỏ lì xì nhá. Ok mọi người, và bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần gọi là bỏ tiền vào bao lì xì. Đấy, thì năm nay hai vợ chồng mình cầm phải rất nhiều tiền, bởi vì là lì xì cho bố mẹ nữa, bởi vì năm nay bọn mình muốn lì xì cho bố mẹ một cái Tết ấm no. Đấy, chính vì thế cho nên là thành ra bây giờ ấy, chúng ta đây, bỏ xuống. Em đi. Đây có em đâu. Giờ lấy tờ nào là bỏ vô đây luôn. Thì bây giờ là bỏ vào phong bì thôi gì? Ừ. Thì đây, anh bỏ vào. Đấy này, rõ ràng bỏ phong bì đúng không mọi người? Bỏ phong bì ai bỏ gì? Bỏ gì nè? Ờ thì đấy. Này. Có gì đâu. Trời. Cho 500k mời đi uống cà phê đi trời. Có bỏ tiền không? Thì đấy, bỏ này bây giờ là một phong bì này bỏ 500 nghìn vào đúng không? Lì xì cho các cô, các chú đúng không? Ok. Đây gì đây? Hả? Thử như bỏ không thấy á. Thôi toàn. Cái đấy là bị chui vào. Nè, một cái này. Bỏ vào thôi đúng không? Thì người ta bỏ vào cho nó gì đâu. Rồi. Thì nói chung là năm mới thì gia đình nhà mình cũng kiểu là bởi vì là năm nay mình về thế này nhiều cô chú cho nên là phải chuẩn bị khá là nhiều tiền ấy. Các bạn là tiền thì vợ mình giữ cho nên là thành ra ấy là kiểu là mình cái gì sao lại to luôn. Được rồi. Sắp tới giao thừa rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa tới giao thừa mà. Vậy mà không biết ai cắt tiền. Tiền này là vợ mình... Cái gì? Không có tính tiền nào hết. A few moments later. Ok mọi người, và như vậy là sắp tới giao thừa rồi, chỉ còn 1 phút nữa thôi. 1 phút đếm ngược nữa thôi là sẽ tới giao thừa. Và bây giờ hai vợ chồng mình đã lên đồ. Lên đồ chuẩn bị ra ra ngoài kia thì sẽ còn có hoa để ngắm bắn nha mọi người. Ngắm bắn. Em không quay được đâu nha. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ mình đã ra sân rồi, mình nghe tiếng pháo hoa tè le luôn nhưng mà mình không biết pháo hoa ở đâu, mình chưa thấy pháo hoa. Đấy, cô Ngân ơi. Em ơi. Em có cảm nhận gì về một mùa Tết ở Buôn Mê Thuột? Lạnh. Ừ, lạnh. Em chờ pháo hoa mệt mỏi không? Nãy giờ anh nghe đùng đùng mà anh không thấy pháo hoa đâu, chắc là do em ém pháo hoa rồi. Pháo. Thôi đúng rồi, em là Tết này anh không thèm đốt pháo. Ô ô ô. Tất cả. Vâng, rất buồn. Vâng. Cứ tưởng là sẽ có pháo hoa. Đâu đâu đâu, pháo hoa kìa. Ừ, đấy pháo hoa kìa. Mới cầm máy quay ra hết pháo luôn vậy. Ủa sao tự nhiên cô Ngân cầm máy quay ra hết pháo luôn vậy cô Ngân? Ra đời nhà mình. 12 giờ rồi, tiếng pháo hoa khắp nơi luôn nhưng mà mình không thấy pháo hoa nào trên đời trời cả. Như là công ty của mình người ta không có nổ pháo hoa, nhà mình thì không có pháo hoa để nổ, thế là Tết này không thấy pháo hoa đâu, chỉ là một kỷ niệm đâu. Có gì ăn còn biết gì.
Trời ơi, tôi chờ pháo hoa, pháo hoa ơi, ra đây pháo hoa ơi. Alo. Alo. Nhà nào nổ pháo hoa, nhà nổ đi anh. Ôi, nổ kia, nổ kia. Ôi, kia, đẹp quá kìa. Mọi người, tôi chờ nãy giờ mà tôi không thấy pháo hoa. Thế cho nên bây giờ tôi chơi pháo Tết được không anh em? Bây giờ chơi pháo Tết. Pháo này nó gọi là mới mùng 1 Tết tôi cho ăn cơm. We don't talk anymore. Ôm, ôm, ôm. Ok, mấy anh công an vậy? Mới đầu cho năm mới không cho người ta hôn đúng không? Mày đến nhỏ cái đi vô nha. Thêm cái nữa, thêm cái nữa. Cái nữa, cái nữa. Mày đứa nhỏ chưa đến 18 tuổi đâu nha. Này, cái nữa, cái nữa. Thôi, mẹ nhìn gì. Mẹ ơi, cho con hôn vợ con tí nhá. A few moments later. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đấy chính là phần lì xì. À không, là phần chúc Tết. Rồi, xin vô, xin vô. Rồi, anh không làm gì tôm hổm, tôm hổm đấy. Rồi, lì xì trước. Là lì xì trước, là bố lì xì trước. Bố làm 5 lít. Dạ, con xin. Ôi, à chúc Tết đấy nhở. Là hôn gì? Là lì xì kì nè. Công nhận năm nay con được vợ con về lời mà ai cần được hẳn chiếc. Bây giờ là tới phần của vợ chồng con. Đây. Cái này bên lớn nè, cái này bên lớn nè. Trước tiên thì bây giờ lì xì trước hay là chúc Tết trước này? Mình chúc Tết trước. Đây. À, ok, bạn cho tự tí 5 giây cho mình. Ok. Ok, năm mới là con chúc cho ba mẹ mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, trẻ mãi không già. Còn gì nữa? Đúng, yêu thương nhau nhiều hơn. Thật tim. Ok, bây giờ thì quên. Chúc cả con luôn luôn là sức khỏe dồi dào. Đầu tiên là con dâu về nhà bố mẹ chồng thì cuối năm là thế nào thì cũng được cháu. Cái gì chưa? Chưa gì đang đợi cháu luôn. Bố ta. Thôi nhưng mà con phải lì xì đã xong rồi mình mới đúng thủ tục chứ. Năm nay hai vợ chồng con cũng có nhiều, cũng kiếm được ít. Không có nhiều, giờ cắm đít thì nó đây này. Đấy, còn là 3 triệu. Không có nhiều mà đi xin. Để con chia. Rồi. Con mẹ nữa cũng phải đi xin chung à? Riêng à? Đây, hai vợ chồng con đi xin mẹ 5 triệu. Tôi đổ rồi, 3 năm triệu, mẹ 5 triệu. Rồi. Rồi, chị cầm đi. Năm mới răng răng. À rồi, ok, cứ cầm đi rồi. Không cần phát cho lì xì đâu, cứ qua bên kia đi. Nha, để anh đọc chung quất, anh không lấy hơi dài. Thì năm mới xuân sang, chúc anh chị luôn khỏe mạnh. Anh thì luôn đẹp trai. Được năm chị. Chị luôn đẹp gái. Được thêm năm chị. Ồ, sức khỏe rồi nào. Được thêm năm chị nữa. Tiền ra, ồ, như nhỏ to. Ồ, được thêm năm chị. Moments later. Ok mọi người, thì cuối cùng thì mình cũng đã cho cô Ngân ăn được một quả Tết gọi là của gia đình nhà chồng. Đấy, ngày đầu tiên về ăn Tết nhà chồng cảm thấy như nào? Ok à? Gật hoài. Bây giờ bạn không có nói cái gì mà toàn gật thôi anh em. Đấy. Nói chung là gì? Bắt đầu từ ngày hôm nay thì cô Ngân sẽ chính thức làm con dâu của nhà này. Và hiện tại bây giờ cô Ngân đang bị sau khi ấy thì cô Ngân đang bê rồi mọi người. Mình thấy cô Ngân phê rồi. Sau khi chúc Tết bố mẹ xong thì có ngồi quất với mẹ vài chai hay nhầm một ly đấy. Thế là giờ bê nhìn bê không mọi người. Đó. Đấy, bắt đầu có biểu hiện của gọi là sự không, mình rất là thương vợ mình.
Không, năm mới anh không muốn biết đâu. Mình rất là thương vợ mình. Mình cảm thấy là năm nay vợ mình là một người tuyệt vời, đã chấp nhận về đây ăn Tết của mình. Ôi dồi, cảm động quá. Ok, và chắc là cái vlog của mình cũng tới đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nói chung đây chỉ là một vlog cơm chó đầu năm. Và nếu như ai cảm thấy ăn cơm chó đầu năm ngon thì nhớ comment ở phía dưới giúp mình nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Đầu năm thơm cái, đầu năm thơm cái, ui thơm cái.